Kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi chương trình 60 giây chiều chủ nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình chiều nay ngày 21 tháng 7 năm 2024 có những nội dung chính sau đây. Hàng ngàn người dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia ngày hội sống xanh năm 2024. An ninh được tăng cường cao độ tại nơi diễn ra cuộc vận động tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump ở bang Michigan. Điều tra vụ cháy xảy ra tại công ty in ấn trên đường Hương Lộ 2, quận Bình Tân. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sáng nay, hàng ngàn người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia ngày hội sống xanh năm 2024, trong đó có hoạt động biến rác thải nhựa thành sản phẩm hữu ích, ghi nhận tại trường Trung học cơ sở An Phú Đông, quận 12. Từ 7 giờ sáng, nhiều hoạt động đã diễn ra như tuyên truyền, vẽ tranh bảo vệ môi trường, đổi rác lấy quà, tái chế rác thải nhựa. Cái ngày sống xanh này thì là chúng ta mang đến cho người dân hiểu được hơn về các cái sản phẩm tái chế, về những cái sản phẩm mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày, chúng ta có thể tái sử dụng lại được, và chúng ta cũng có thể phân loại các loại rác ra để mà làm sao đó là xung quanh cái môi trường sống của người dân là được sạch hơn, đẹp hơn. Tại ngày hội, 11 phường của quận 12 đã ra quân thu gom rác, cải tạo các điểm rác cũ thành mảng xanh khu dân cư phù hợp với mỹ quan đô thị. Lực lượng cơ quan chức năng cùng người dân thực hiện khơi thông dòng chảy tại rạch ghe máy và rạch gia phường An Phú Đông. Người dân cũng được tuyên truyền những tác hại khi môi trường sống bị ô nhiễm, cách giữ gìn vệ sinh môi trường và những lợi ích của môi trường sống xanh sạch đẹp. Xin chuyển qua thông tin khác. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có những địa bàn từng là điểm nóng phức tạp về ma túy. Thời gian qua, với quyết tâm đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy của lực lượng công an thành phố, nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy đã được chuyển hóa, mang lại sự an tâm cho bà con địa phương, khu phố. Đây là đối tượng Hoàng Thái Hùng, tên thường gọi là Hùng Bổng, cầm đầu tổ chức mua bán ma túy tại phường 15, quận Gò Vấp. Nhóm này hoạt động phức tạp, lợi dụng hẻm nhỏ thông nhau, sát kênh rạch, dễ tẩu thoát và phi tang vật chứng. Sau thời gian dài theo dõi, ban chỉ huy công an quận huy động hơn 30 cán bộ chiến sĩ chia làm 4 mũi cả đường bộ và đường sông, bắt giữ trọn ổ 13 đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật ma túy. Nhân dân chúng tôi là cảm thấy rất là cảm kích, tại vì nó rất là manh động và phức tạp, cho nên bây giờ thì dân chúng tôi rất là yên tâm. Ngoài địa bàn phường 15 thì phường 5 quận Gò Vấp cũng từng rất phức tạp, và lực lượng chức năng đã triệt phá, bắt khởi tố các đối tượng tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục nắm tình hình, để khi các đối tượng chỉ nhen nhóm hành vi mua bán trái phép chất ma túy thì chúng tôi sẽ triệt tiêu ngay từ đầu. Công tác đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm về ma túy chưa bao giờ là dễ dàng, đòi hỏi sự quyết tâm cao, đoàn kết của chính quyền, ban ngành chức năng và sự dũng cảm tố giác tội phạm ma túy của người dân. Theo Viện Vật lý Địa cầu, lúc 4 giờ 32 phút sáng nay 21 tháng 7, một trận động đất mạnh 4,1 độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Nhiều người dân huyện Ngọc Lặc và các huyện lân cận của tỉnh Thanh Hóa cảm nhận được rung lắc của trận động đất. Tại Việt Nam, các trận động đất 4 đến 4,9 độ Richter được đánh giá là các trận động đất nhẹ. Khi xảy ra động đất, các đồ vật trong nhà rung động và phát ra tiếng ồn. Nhiều người cảm nhận được động đất, nhìn chung không gây thiệt hại hoặc thiệt hại nhẹ. Đến trưa 21 tháng 7, anh Nguyễn Văn Đồng, nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở đất tại thôn Trung Tâm, xã Đạ Cà Nàng, huyện Đam Trông, tỉnh Lâm Đồng xảy ra hôm qua 21 tháng 7 đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, anh Nguyễn Văn Đồng đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương và dập phổi. Hiện tại, anh đang được theo dõi sát, nhờ được sự chăm sóc tích cực và được hỗ trợ thở máy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Tháng 6 vừa qua, tại phân khu A1, vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra cháy. Diện tích cháy khoảng 20 ha, trong đó hơn 18 ha dưới tán cây tràm và khoảng 1,8 ha đồng cỏ. Đến nay, sau hơn một tháng xảy ra hỏa hoạn, rừng tràm tại đây đang dần phục hồi. Mưa lớn nhiều ngày qua kết hợp độ ẩm cao đã tưới mát phân khu A1, giúp những cây tràm bị cháy này mầm xanh tốt. Khu vực đồng cỏ bị cháy cũng đã phục hồi, cây cối bắt đầu phát triển. Tràm là loài cây chịu nhiệt cao và có sức sống mạnh mẽ. Dự báo thời gian tới tiếp tục có mưa lớn nên khu vực bị cháy sẽ xanh tốt trở lại. Sau hơn một tháng trời, chúng ta nhận thấy thì cây tràm nó có khả năng là phục hồi rất là nhiều. Đặc biệt là những tán tràm mà khi nó cháy dưới tán thì khả năng phục hồi hầu như là 100%. Riêng các cái tràm mà nó cháy vút ngọn rồi cháy hết đó, thì có sự tái sinh từ 10 đến 30% trong thời gian tới sẽ tiếp tục đánh giá. Dự kiến khoảng trong 3 tháng tôi sẽ tổ chức khảo sát và đánh giá lại, từ đó có cái đề xuất biện pháp để mà quản lý tốt trong thời gian tới.
Vườn quốc gia Tràm Chim rộng gần 7.500 hecta, nơi đây có nhiều loài chim quý, đặc biệt là xíu đầu đỏ. Đồng Tháp đang có đề án khôi phục sinh cảnh làm nơi trú ngụ thích hợp cho loài chim quý hiếm này. Sáng nay ngày 21 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 2 năm 2024. Dự báo bão số 2, bão Prabirun đổ bộ vào đảo Hải Nam, Trung Quốc, sau đó đi vào vịnh Bắc Bộ rồi đi vào đất liền Hải Phòng đến Quảng Ninh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ chiều 21 tháng 7, tâm bão số 2 đang ở trên vùng biển phía tây quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc và sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ trong chiều và tối mai 22 tháng 7. Sau đó, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, đi vào đất liền các tỉnh thành Quảng Ninh, Hải Phòng vào chiều 23 tháng 7, với cường độ mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, trước khi suy yếu thành vùng áp thấp. Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm mai 22 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ là 100-200mm, có nơi trên 250mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Tiếp theo trong chương trình, sự cố phần mềm CrowdStrike ảnh hưởng đến các phòng khám của bác sĩ tại Anh. Bốt điện thoại cuối cùng còn hoạt động tại Pháp đang gây sốt nhiều người. Xin chuyển qua phần thông tin thế giới. An ninh đã được tăng cường cao độ tại nơi diễn ra cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump ở bang Michigan hôm thứ Bảy ngày 20 tháng 7. Sự kiện diễn ra đúng một tuần sau khi ứng viên bầu cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa bị ám sát hụt. Nhiều con đường dẫn đến nơi diễn ra sự kiện đã bị phong tỏa. Hàng chục cảnh sát được bố trí quanh khu vực diễn ra cuộc vận động tranh cử. An ninh phải như thế. Họ lẽ ra đã phải triển khai như thế trong sự kiện tuần rồi tại Pennsylvania. Renny White, người ngồi ngay phía sau ông Trump trong vụ ám sát hôm 13 tháng 7, tiếp tục dự cuộc tập hợp hôm 20 tháng 7. Khi đến đây hôm nay, tôi nhìn thấy những chiếc drone trên trời, an ninh thắt chặt hơn và các nhân viên an ninh làm nhiệm vụ chặt chẽ hơn. Tôi cảm thấy mình phải đi dự sự kiện này. Tôi càng muốn đi sau vụ ông Trump bị bắn. Tôi muốn ông ấy thấy rằng chúng tôi vẫn ủng hộ ông ấy. Không có gì mà họ có thể làm để làm tan vỡ tinh thần của chúng tôi. Ngày 13 tháng 7, ông Trump bị bắn từ khoảng cách chỉ khoảng 130 mét. Từ đó, Sở Mật vụ Mỹ hứng chịu nhiều chỉ trích về những gì có vẻ như là sai sót trong các sắp xếp an ninh. Sự cố phần mềm gần đây của hãng an ninh mạng CrowdStrike đã gây ảnh hưởng đến hàng triệu máy tính Windows trên toàn cầu, tác động đến nhiều lĩnh vực. Tại Anh, các cơ sở y tế đã bị trì trệ. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh NHS, vụ việc đã gây ra nhiều vấn đề tại hầu hết các phòng khám của bác sĩ vì hệ thống đặt lịch hẹn và hồ sơ bệnh nhân bị ảnh hưởng. Chúng tôi không thể truy cập được thông tin y bạ của bệnh nhân. Điều này ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, thăm khám và kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Bình thường tôi lên mạng để lấy đơn thuốc định kỳ và hệ thống rất tốt vì các bác sĩ ít nhiều trả lời ngay lập tức, nhưng lần này hệ thống đã ngừng hoạt động. Tình trạng này bắt nguồn từ một bản cập nhật phát hành bởi công ty an ninh mạng CrowdStrike và chỉ ảnh hưởng đến các khách hàng của họ sử dụng hệ điều hành Windows của Microsoft. CrowdStrike xác nhận sự cố này không phải là kết quả của một cuộc tấn công mạng, đồng thời gửi lời xin lỗi và đã đưa ra các biện pháp khắc phục. Lực lượng bảo vệ bờ biển Malaysia hôm thứ Bảy 20 tháng 7 cho biết một trong hai tàu chở dầu lớn liên quan đến vụ va chạm khiến cả hai tàu bốc cháy đã rời khỏi địa điểm xảy ra tai nạn và được cho là đã tắt hệ thống theo dõi. Lực lượng bảo vệ bờ biển Malaysia cho biết họ tìm kiếm vị trí của tàu chở dầu mang cờ Southern và Princess Series 1 bị nghi ngờ đang ở trong vùng biển Malaysia. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với tàu Series 1 vào ngày hôm qua, nhưng không thành công do mất liên lạc hoàn toàn với tàu. Hệ thống nhận dạng tự động AIS trên tàu đã bị tắt. Chúng tôi không thể theo dõi tung tích của họ. Chúng tôi không biết họ ở đâu. Tàu Series 1 có liên quan đến một vụ va chạm trên tàu với tàu Hapnia Nin treo cờ Singapore, cách đảo Pera Branca khoảng 55 km về phía đông bắc vào sáng thứ Sáu ngày 19 tháng 7. 40 thủy thủ của tàu Series 1 đều an toàn, 14 người trong số đó đã được trực thăng của Không quân Singapore sơ tán, trong khi 26 người còn đang tiến hành các hoạt động chữa cháy trên tàu.
Tất cả 22 thủy thủ đoàn trên tàu Hafnian Nin cũng đã được sơ tán và đến Singapore vào thứ Sáu. Một đoạn video được lực lượng bảo vệ bờ biển Malaysia quay hôm thứ Bảy và đăng tải cho thấy con tàu Hafnian Nin cháy đen đang nổi trên mặt nước. Các nhà bảo vệ sinh vật ở Nam Phi vừa kiện chính phủ nước này để kêu gọi bảo vệ loài chim cánh cụt duy nhất của châu Phi. Theo họ, loài này đã mất 97% số lượng cá thể và nếu xu hướng này tiếp tục, chúng sẽ tuyệt chủng vào năm 2035. Các con chim cánh cụt đang bị đe dọa tuyệt chủng này đang được chăm sóc tại trung tâm giải cứu của Quỹ Bảo tồn Chim trên biển của Nam Phi, SANCOP, ở Cape Town, Nam Phi. Tổ chức này cho biết số lượng cá thể chim cánh cụt giảm 8% một năm và họ đã kiện chính phủ để loài chim này được liệt kê vào nhóm cực kỳ nguy cấp. Đây thực sự là một quyết định khó khăn, nhưng chúng tôi cảm thấy không thể làm gì khác bởi vì chim cánh cụt châu Phi đã được xếp vào nhóm nguy cấp, nhưng thực ra nó đang dần trở thành loài nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp. Năm ngoái, có chưa đến 10.000 cặp chim cánh cụt châu Phi sinh sản, trong khi đây là loài duy nhất ở bờ biển châu Phi và con số này vẫn đang tiếp tục giảm. Chính phủ Nam Phi chưa đưa ra bình luận công khai về vấn đề này. Kết quả phân loại chim cánh cụt châu Phi trong danh sách đỏ do Liên minh Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên công bố sẽ được phát hành vào ngày 22 tháng 10 sắp tới. Một nông dân ở quận Lương Bình, thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc mới đây đã thu hoạch một quả bí ngô khổng lồ có đường kính khoảng 70cm và nặng hơn 85kg. Quả bí ngô này được xem như một món quà của thiên nhiên, thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Nhiều người đã đến tham quan và chụp ảnh cùng quả bí ngô để lưu giữ kỷ niệm. Người nông dân này tên là Lý Trường, cho biết rằng anh rất bất ngờ và vui mừng khi nhìn thấy thành quả lao động của mình. Anh bắt đầu trồng bí ngô vào mùa xuân, và không ngờ được rằng nó sẽ phát triển lớn đến như vậy. Theo Lý Trường, việc chăm sóc bí ngô không dễ dàng. Anh phải theo dõi thường xuyên, tưới nước đều đặn và sử dụng phân bón hữu cơ để đảm bảo cây phát triển tốt. Anh chia sẻ rằng, thành công này là kết quả của sự kiên trì và tận tụy. Theo sự phát triển của công nghệ, những chiếc bút điện thoại cố định dần biến mất, nhường chỗ cho điện thoại di động thông minh. Tại Pháp, bút điện thoại cuối cùng còn hoạt động đang gây sốt, khiến nhiều người đổ đến check-in, thậm chí gọi vào đường dây của nó, dù biết không ai hoài âm, để hoài niệm về quá khứ. Bút điện thoại được lắp đặt tại vùng đất không có mạng điện thoại di động ở thị trấn Maubach thuộc miền đông nước Pháp. Những bài đăng trên báo chí đầu tháng 7 này đã giúp thị trấn thu hút được sự chú ý của người dân và du khách. Kể từ khi được đăng trên Paris Match vào tuần từ ngày 4 đến 10 tháng 7, cabin đã không ngừng đổ chuông. Người dân, khách du lịch đều phát cuồng vì cabin này. Họ đến chụp hình với nó. Mất cửa, logo France Telecom cũ dán trên cửa sổ, màn hình bị hỏng. Cabin số 468 không còn mới nữa, nhưng nó vẫn hoạt động, chẳng hạn như trong trường hợp các cuộc gọi khẩn cấp. Giờ đây tiếng chuông một mạc vang lên đều đặn. Đôi khi có một bàn tay tò mò nhấc ống nghe lên. Thật ấn tượng, mỗi khi chúng tôi đến Maubach đều có người đến đây chụp ảnh chờ điện thoại treo. Theo du khách, bút điện thoại này gợi lại cho họ những kỷ niệm đẹp về cách kết nối liên lạc một thời khi công nghệ chưa phát triển như hiện nay. Khoảng 300 phụ nữ đến từ El Arahan, một đô thị ở Seville, Tây Ban Nha, đã cùng nhau tạo ra những mái che khổng lồ bằng kỹ thuật đan móc. Sản phẩm của họ đã che mát một số con phố mua sắm sầm uất của thành phố. Hơn 2.000 của len đã được sử dụng để làm mái hiên, hầu hết đều được làm bởi bàn tay chuyên gia. Chúng tôi đã sử dụng hơn 2.000 của len dệt len Katia, một thương hiệu nổi tiếng, một cách khó khăn. Ngoài những bàn tay chuyên nghiệp trong làng, cũng có những người chưa biết đan, móc, và chúng tôi đã dạy họ ngay trong xưởng này. Họ tự tổ chức thành từng nhóm, một số nhóm 20 người, cũng có nhóm 10 người. Họ chia sẻ không những làm mát khu phố mà công việc còn cho họ niềm tự hào. Được làm việc cùng nhau, trao đổi cười vui với họ thật tuyệt vời. Tiếp theo là phần an ninh trật tự, an toàn giao thông. Rạng sáng nay, một công ty in ấn tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã bị cháy. Nhiều tài sản trong công ty, phần lớn là giấy, đã bị thiêu rụi. Công ty này nằm trong hẻm 815 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Người dân phát hiện đám cháy vào khoảng 1 giờ sáng. Lúc này, bên trong có 2 người đã được cứu thoát ra ngoài. Nhận tin báo, công an quận Bình Tân đã điều phương tiện và cán bộ đến hiện trường. Do bên trong công ty chứa phần lớn là giấy, nên lực lượng chức năng phải phun nước liên tục để làm mát, ngăn lửa bùng phát trở lại lan sang nhà dân xung quanh. Đến khoảng 6 giờ sáng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, nhưng nhiều tài sản đã cháy rụi. Lượng giấy bị cháy lớn nên nhiều xe chở rác đã được quy động để xử lý hiện trường. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Ban Sóc, sinh năm 2000, trú tại tỉnh An Giang về tội cố ý gây thương tích. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, 19 giờ ngày 20 tháng 1 năm 2024, Sóc nhờ một người bạn tên Quách chở đi công việc, nhưng Quách nói là đang bận nên sau khi về sẽ chở Sóc đi. Đến 21 giờ cùng ngày, Sóc thấy Quách về nên nhờ chở đi, nhưng Quách không đồng ý do trời đã tối rồi chạy xe về hướng thị trấn Tri Tôn. Tức giận vì Quách không giữ lời hứa, Sóc về nhà lấy một con dao đến nhà Quách ở Tri Tôn đợi nói chuyện. Lúc này, ông Cha Quy là cha ruột của Quách đã yêu cầu Sóc đi về, dọa báo công an rồi lấy điện thoại ra. Thế vậy, Sóc lấy cái nhựa ở gần đó đánh ông Quy rồi dùng dao đâm ông, sau đó bỏ về nhà. Nạn nhân sau đó được xác định thương tích 7%. Công an huyện Tri Tôn đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông báo đang tạm giữ Phạm Ngọc Mỹ, 33 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Thuận, để điều tra về hành vi đột nhập cửa hàng điện thoại cách đây khoảng một tháng để trộm cắp 26 chiếc điện thoại di động. Do có thời gian sống ở Đắk Lắk, Mỹ biết cửa hàng điện thoại của chị Phú Hồng Hồng, 32 tuổi, ở đường Ia Quang, phường Ia Tam, không có người trông coi ban đêm nên tìm cách trộm cắp. Sáng ngày 17 tháng 6, Mỹ đón xe khách từ tỉnh Tây Ninh đến thành phố Buôn Ma Thuột. Đến đêm, đối tượng cắt mái tôn chui vào cửa hàng, lấy trộm 26 điện thoại di động các loại, 13 thẻ cào điện thoại, 1 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản khác. Khi về lại Tây Ninh, Mỹ bán 22 chiếc điện thoại cho 6 cửa hàng trên địa bàn thị xã Trảng Bàng để lấy tiền tiêu xài. Sau hơn một tháng tích cực điều tra, công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bắt Mỹ tại thị xã Trảng Bàng. Đối tượng này từng có 4 tiền án về các tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Chiều nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây sản xuất thuốc nam giả quy mô lớn buôn bán qua mạng xã hội. Thuốc giả được sản xuất từ các loại dược liệu trôi nổi trên thị trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe người sử dụng. Đường dây này do Chu Văn Diễn, 28 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cầm đầu. Cuối năm 2023, thấy một sản phẩm thuốc nam bán chạy trên thị trường, Diễn đã bàn với Nguyễn Đắc Dũng, 43 tuổi, trú tại tỉnh Hòa Bình, sản xuất hàng giả. Diễn thuê căn hộ tại quận Thanh Xuân làm địa điểm kinh doanh, lập fanpage giả mạo trang fanpage chính hãng và sử dụng số điện thoại gần giống số điện thoại của hãng để đánh lừa khách hàng. Dũng đặt mua nguyên liệu thuốc nam không rõ nguồn gốc có giá rẻ và sử dụng máy in màu để in tem nhãn giả, sau đó các đối tượng đóng gói thành phẩm thuốc giả để bán. Việc sản xuất thuốc nam giả của các đối tượng vô cùng tinh vi. Kho xưởng sản xuất được đặt tại những khu vực hẻo lánh, xa xôi, ít dân cư tại các tỉnh miền núi như Hòa Bình. Công an đã thu giữ gần 3 tấn thuốc giả. Tính đến đầu tháng 7 năm 2024, các đối tượng khai nhận đã tiêu thụ hàng chục ngàn sản phẩm thuốc nam giả qua mạng xã hội, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Hôm nay, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ thi thể một người phụ nữ bị quấn nhiều quần áo đốt cháy trong nhà tắm. Trước đó, vào tối qua, một người dân đến nhà bà Trịnh Thị Tuyết, 65 tuổi, ở ấp 1 xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh để tìm bà Tuyết có việc. Khi vào nhà, người này thấy người con trai 36 tuổi của bà Tuyết đang ở nhà, nhưng hỏi thì anh này trả lời bà Tuyết đã đi vắng. Trong lúc đang nói chuyện, người dân phát hiện trong phòng tắm phía sau nhà bà Tuyết có khói bốc lên nên trình báo cơ quan công an. Lực lượng chức năng đến nơi phát hiện thi thể một phụ nữ, nghi là bà Tuyết, bị quấn chặt bằng nhiều quần áo, đang bị đốt cháy. Xung quanh nhà tắm và trên nền nhà có nhiều vết máu, một số đồ dùng cũng bị đốt cháy. Công an đang làm việc với những người có liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc. Người Palestine tại dải Gaza những ngày qua vẫn đang cận kề cái chết dưới làn bom đạn. Chính vì vậy, những vận động viên Palestine có mặt tại Olympic Paris không chỉ tranh tài mà còn chứng minh cho thấy sự kiên cường của người dân quê hương mình. Valerie Tarazi, năm nay 24 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng trái tim cô luôn hướng về Palestine. Tôi thật sự vinh dự khi được ở đây để thi đấu cho quê hương mình, được giương cao lá cờ của Palestine. Mỗi lần bơi, mỗi lần nhảy xuống hồ, tôi đều nghĩ về người dân Palestine ở quê nhà và những khó khăn của họ. Đồng đội của cô, Yayan Al-Bouwouk, 24 tuổi, sẽ tham gia cuộc thi 100m bơi cửa. Anh còn là người cầm cờ cho Palestine trong lễ khai mạc. Cho dù có huy chương hay không, chúng tôi có mặt ở đây đã là một chiến thắng rồi. Vì mang lá cờ Palestine đến Olympic là một điều mà nhiều người không muốn chúng tôi làm được. Hai vận động viên này không chỉ đại diện cho Palestine tại Olympic mà còn dùng cơ hội này để truyền tải thông điệp về những nỗi cơ cực của người dân dải Gaza. Họ hy vọng rằng qua việc thi đấu tại Olympic, họ có thể thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế và giúp đỡ quê hương mình.
Ukraine cũng vừa tung ra bộ tem bưu chính mới nhân dịp đội tuyển quốc gia nước này dự Thế vận hội Paris 2024. Năm nay, Ukraine chỉ gửi 140 vận động viên đi thi đấu, ít nhất trong lịch sử tham gia Olympic của nước này. Bộ 6 con tem in hình các môn thể thao mà đội Ukraine trước đây đã giành được nhiều giải thưởng và huy chương, bao gồm đấu kiếm, judo, quần vợt, chèo thuyền, cử tạ và bắn súng. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã khiến các vận động viên và huấn luyện viên thiệt mạng, buộc nhiều người phải sơ tán, đồng thời làm hư hại các nhà thi đấu và trung tâm huấn luyện. Cảnh báo thường xuyên về các cuộc không kích và mất điện kéo dài do các cuộc oanh tạc của Nga làm gián đoạn quá trình huấn luyện của Ukraine. Chúng tôi đã trải qua vô số giờ không điện, không nước, trong bóng tối, trong cái lạnh, trong cái nóng. Những khó khăn này đã tôi luyện chúng tôi và chúng tôi sẵn sàng chứng tỏ cho cả thế giới rằng người Ukraine bất khuất. Theo dữ liệu từ Bộ Thể thao Ukraine, 479 vận động viên và huấn luyện viên đã thiệt mạng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm 2022. Hơn 500 cơ sở thể thao đã bị phá hủy, trong đó có 15 cơ sở huấn luyện Olympic. Thông tin cập nhật, hôm nay phiến quân Houthi của Yemen xác nhận đã tấn công vào thị trấn nghỉ mát Eilat ở Biển Đỏ bằng nhiều tên lửa đạn đạo để trả đũa cho các cuộc không kích chết người của Israel một ngày trước đó vào thành phố cảng Hodeidah của Yemen. Theo người phát ngôn của Houthi, đây là cuộc tấn công trả đũa các cuộc không kích của Israel vào cảng Hodeidah hôm 20 tháng 7. Phía Houthi cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng và 87 người bị thương trong cuộc không kích nhằm vào các cơ sở dầu mỏ và nhà máy điện tại Hodeidah. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết cuộc tấn công ở Hodeidah là lời cảnh báo đối với các nhóm vũ trang khác do Iran hậu thuẫn ở Trung Đông đã từng tuyên bố tấn công Israel sau khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu. Vào đầu giờ chiều nay, một cây thông cổ thụ hàng trăm tuổi trên đường Quang Trung, thành phố Pleiku, Gia Lai bất ngờ bật gốc ngã đổ vào quán cà phê. Vào thời điểm xảy ra sự việc, quán cà phê đã đóng cửa và không có người trông coi, nên rất may không thiệt hại về người. Cây thông cổ thụ ngã đổ đã làm sập cửa chính vào quán và gây một số thiệt hại về tài sản trong quán. Nguyên nhân cây thông ngã đổ là do phần gốc cây mục ruỗng, nhưng thân cây và lá vẫn xanh tốt. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai đã cử lực lượng xuống hiện trường kiểm tra, xử lý, dọn dẹp vệ sinh bên trong quán cà phê. Chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình 60 giây sáng mai phát sóng trên cả hai kênh HTV7 và HTV9 vào lúc 6:30. Xin kính chào tạm biệt.